gì? Quỳ gì? Quỳ gì? Quỳ gì? Ủ cái gì? Ủ cái gì? Nó không, nó không rộng hả? Nó chân là quỳ quá rồi. Quỳ gì? Nó nhặt nuôi này nhặt kia từ trước mấy năm trước. Cái gì? Nặng hả? Mấy năm nay trời ơi, cứ ngắt ống luôn anh ba. Cứ đã trời. mấy năm trước em đặt hợp dữ lắm. Trời ơi, cứ ngắt ống như hai vũ đuối sạch như cái cây. Sao một chút gà? Sao một chút gà? Trời ơi. Rồi. Một ống á. Còn nữa nè, trên nữa, cái chỉnh chưa bọt xuống nữa nè. Anh ba để ý một ống này nha, nữa về mình đổ ra là nó đỡ coi bao nhiêu con anh ba. Dữ lắm mà, ống này 3, 4, 5, 5, 6, 7 con đó luôn. Cầm trời, đúng rồi nè trời. Rồi rồi. Cầm ca, ống trúng chừng 1 ký mấy nha. Ống trúng, cầm mà cà, ký mấy đi luôn nha, anh nặng nha. Chào lại với kênh Điệp xin gửi lời thân thương chào đến quý cô dì chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước. Hôm nay Điệp đi làm chủ đề đi thăm chúm lương nó nghe nha. Anh ba có Điệp đặt ngày hôm qua. Giờ hôm nay Điệp đi thăm. Đó. Rồi giờ Điệp mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng đồng hành với anh em đi thăm chúm lương. Lên đường thôi cả nhà. Mời cả nhà dùng miếng cà phê á. Nay không dùng cà đường rồi. Rồi lên đường cả nhà. Rồi thăm ống đầu tiên cả nhà. Quá trời thì vậy. Hả? Thì quá trời thì thấy không anh ba? Ôi dồi ôi, ống giống đầu tiên nhà ơi. Anh ba dẹp khỏi cái nấu đầu luôn. Ôi nó phì vậy. Ấy trời chút cái máy đi. Nặng không? Thấy không anh ba? Em nói có cái mương này ngày trước em đặt là dữ lắm luôn. Còn hai con. Hai con hả? Còn nhất. Không. Anh nhớ không? Nhớ cái giặt mương này nha. Quá trời con luôn anh em ơi. Hả? Mương này cũng có nó rồi nè. Không lép xẹp hả? Dạo lấy ông chúng đó nha, anh dạo cái. Hồi lấy ông chúng chia ra dạo cái coi kỹ rồi cái. Thiệt chứ. Mà tôi quớt rồi, lấy cho ông chúng kia anh dạo cái cho nó sạch nước cái. Đã không? Thăm cái ống đầu tiên mình mà được gì á. Còn hả? Còn nữa hả? Đó, con nhất vậy luôn. Ủa cười kìa. Thiệt chứ. Nụ cười giác sáng đó, đó. Anh em. Rồi, mời cả nhà đi tiếp nha. Nhạc cô dì chú bác anh chị bắt nhạc giác sáng nghe hay quá mà được phải nói chuyện thêm lớn tí xíu cho anh lắp tiếng nhạc rồi mà anh hãy tiếp nha. Rồi chưa tới hả? Quá trời ha, hát nhạc rồi cả nhà nghe không? Để Điệp nín thinh đâu rồi. Quỳ không? Không rồi. Không, càng thấy càng không. Tắt máy nha.
ba ống mà chạy máy rồi, bốn ống mà chạy thôi, chạy hai cái nha. Anh ba đi mau quá, ngủ. Ba không còn gì đó hả? Ừ, cả nhà đi về cả nhà rồi. Rồi đã, thôi đi. Đây cô dì chú bác, anh chị hát nhạc, anh tin nó đó đó nha. Hát nhạc nên điệp quay điệp nói chuyện hơi ấy tí xíu cho lắp. Quá trời. Sao nó không phì đó? Hả? Nó không phì mà nó chạy hả? Vậy hả? Cái máy tự nhiên nó muốn quay muốn tắt trời tức gì đâu á. Cái thẻ nhớ nó bị lỗi á cả nhà. Đang quay gì đó, muốn tắt à. Quay tiếp thôi. Tao chấm đây. Gì? Quay giá quay giá. Đủ cái giờ rồi đó. Nó không nó công rộng hả? Nó chơi nhạc gì quá trời. Nó nhạc mưa này nhạc kia trước nha, mấy năm trước. Cái gì? Nặng hả? Mấy năm nay trời ơi, cứ nhắc ống luôn anh ba. Cứ đã trời. mấy năm trước em đặt hợp dữ lắm. Trời ơi, cứ nhắc ống như hà vũ đuối sạch cái thôi. Sao một chút gà? Sao chút gà? Trời ơi. Rồi một ống á. Còn nữa nè, trên ở cái chỉnh chưa bỏ xuống nữa nè. Anh ba để ý một ống này nha, nữa về mình đổ ra là nó đỡ coi bao nhiêu con anh ba. Nhiều lắm mà, ống này 3 4 5 5 6 7 con nó luôn. Cầm trời, đúng rồi nè trời. Rồi. Cầm ca ống trúng chừng 1 kg mấy nha. Ống trúng cầm mà ca ký mấy đi luôn nha, nặng nha nha. Nè dưới cái mương ganh này nè anh ba. Nè. Đúng rồi, dưới cái mương ganh này nè. Mấy năm rồi đó, Điệp không có vô đây ừ nha. Hả? Thì nha. Thì nha. Cái này mà mưa xuống một cái nữa, thấy anh ba chưa bằng giác chính về giác. Không nổi đi luôn, em bảo đảm đi luôn. Mấy cái giọt mưa này. Đó nè. Đó. Ủa đã cả nhà ơi. Còn nè. Còn à. Một con nhì. Nè cả nhà coi nè, các cái mương nè, mương có mồm mà. Anh em đặt mà lựa mấy cái mương có mồm mà mình gì nè, thứ gì thì chịu nổi không? Mà mương nước cầm á nha. Mương nước cầm á mình đặt á nó chạy hơn là mương nước mà nó ra vô. Hả? Mương nước cầm á đầu á cái mình á mình bỏ ớt nha, bỏ ớt với lương ăn nó chép á. Chép á, rồi mấy lương khác á, nó nghe nó rút lại mạnh lắm. Anh em đặt ở mấy cái ao tù rồi đó hả, không là chết hả, không là mưa nó không ngon, lương nó hay đỡ nó mưa danh nó rồi không là chết cả nhà. Đã thiệt, chỉ cái ống này, cái ống đó ống thứ năm sáu gì không biết nữa, quá trời luôn. Hồi nãy giờ là thăm hình như là có hai bóng không chạy rồi cả nhà, tự nhiên hai bóng chạy quay mà dù bữa nay anh ba bể tay nữa rồi, có tiền mua sữa cho nhỏ rồi, anh ba mới có con nhỏ, anh ba anh mới có được thằng cụ tí, nó được bao nhiêu tháng rồi? 14 tháng hả? 14 tháng chỗ này về bán lương mua sữa cho con của anh ba anh mới có được thằng trai. Thì không là có đó. Mấy cái này anh đặt con ba con gì nữa ta. Chết hả? Chết rồi, trực tiếp nhà. Phải chấm vậy như chỉ định. Nặng lắm, chắc sáng mà nếu mà nó có lương cái ha thì thôi luôn. Sáng mà dòng thứ mà nó có lương cái cả nhà. Mà nó vô ống chừng 2-3 con như vậy ha, bà cậu qua lùi cùa vậy ha. Thôi luôn. Đi quậy chấm về là cụ là hoàng dai con, nhưng mà nó sướng. Nó sướng con cái nữa, có lương bự. Có lương nhiều.
đủ kinh phí. Xẹt hả anh ba? Nhiều chơi. Phải lắm anh. Có hả? Đó, heo được con nghi. Rồi, được rồi. Được con nghi. Nó sẹp sẹp nhưng mà nó nước nó cạn quá. Nước nó cạn quá anh ba, nó chưa có đậu cái túi lên. Nè cục cỏ này phải qua anh ba đặt ngay chân đây nè. Chân đây nó ngon hơn đằng kia. Ừ đúng rồi, anh đặt hai ống cái bên gì là phải rồi. Nó vô mà vô cái ống đó. Cái mé bên kia đặt chéo qua thôi. Mé anh đặt ha. Tại như lương nó đi ăn khi mé đây giờ có cái mé bên kia. Mé bên đó thì anh ba đặt đằng cái đầu mương rồi. Được rồi, còn cái ống nãy anh ba vừa thăm á, nè ống này nè là phải đặt ngang qua. Ừ, đúng rồi, cái ống anh đặt mé bên kia ngon quá. Tại anh ba anh sẵn chớn. Anh đặt kiến kiết thì anh còn đi thả lứ. Rồi còn thăm một bao nó nữa nghe thầy nha, thăm một bao nữa là hết rồi. Quá gì chắc có gì mà có mương này có bự. Bự có chắc thè. Rồi. Đâu? Có cái mương bự bên kia ngon quá. Giá chung. Chung chút xíu à, nguyên liệu. Cái hàng còn cá lóc. Qua có bầy. Đây nè, có nè. Có bầy không? Có nè, còn nè, cái bầy ấy. Nè. Ra ngoài đó. Mẹ nó dắt ra ngoài nè. Nhà thấy không? Li ti nè. Đây khối đèn. Mình sẽ làm gỗ cái lóc. Đã thiệt. Bà đi nhanh quá. Bự nè cả nhà. Bự trái hết chiếc rồi. À lạc chỗ hả? Mà mấy ông chấm kia bỏ ở dưới xuồng rồi. Bà chút cái này lấy cái bao này ra. Phì không? Sẽ tép hả? Có lương chưa? Có đó. Ừ. Nhỏ nhỏ không? Cũng được. Có đỡ không? Có chồng đỡ hơn ở giá. Theo quá, bự á, lá bự với trái bự nó rụng xuống anh nè. Đặt mấy mương hạnh nhưng bự là nó thay anh. Cũng vẫn chạy lương nữa, mà nó yếu nè. Nó yếu rồi chứ gọi là nó dính ít á. Cái này có nè. Cái này kỳ mà cà. Nó đậu cái túi nhì coi. Đậu cái gì đi cái cá. Cái gì vậy? À có nè. Đó nha. Góp gió thành bão cả nhà ơi. Một con hai con mà nó nhờ nó dính ống nào cũng đều gì đi. Chứ đừng có ống dính một cái 5-6 ống chặt. Mà ta nó quậy chúm chắc đau dai lắm à. Ừ. Sao anh không đặt cái mương bự này? Ừ. Nhưng mình đặt mé ở đây nè nó hay có lắm. Im không? Phì không? Không rồi.
có mà đều không có được nước bự. Có không? Đâu? Dạ. Chưa hả? Đúng. Ủa, có một hả? Vậy? Có một hả? Chưa. Dạ, canh đường nha. Đi nhỏ học các bạn. Đi đi em coi trong cái đầu mương nè. Hả? Phì quá. Phì ha. Đây 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 đây. Rồi có tiền sữa thì cầu lại phù vậy là có là có tiền sữa đằng nặng không à, đó có thấy gì đâu nó không nhức không nhức không nhức không hả nhì cũng ngồi trăm 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 bảy trăm tám trăm tám trăm tám im nha đó cũng được con nhì. Mà cậu thương thương tình tâm pha hay gì hết. Không có, không có trong tại vì cái mương trống cả nhà. Mương này là mương trống xa xa có cục cỏ. Xa có cục cỏ là đặt lụm mà. Ống này nãy anh ba đặt nó dính con luôn nhỏ. À, lên được. Anh ba nghĩ ảnh giờ mà ông. Con nữa. Mưa cạn quá. Dính luôn nhỏ. Có không? Có con. Đó. Vậy là được rồi. Còn con lưng ba, lưng nhị, con lưng ba, lưng nhị thôi. Con lưng ba, con lưng nhị, con lưng ba, lưng nhị. Nó có sung sung. Dở lên 5, 6, 7 ống mà. Chất quớt thì là thua nha. Là lý do cái mồi 5-6 ống mà mình làm mà mình đi đặt điều mương á thì không có mương này có lương cũng có mương khác, còn mà mình dỡ 5-6 ống mà không có ha là do phần mồi nha anh nha, do mồi mình làm nó chưa tới cái độ đủ cái sự cái độ tăng. Mương là cạo quá anh hả bà, có không? Có nè nghĩ đó, có nè. Ừ, có gì nấu con diện gì thôi cũng được, khỏi cần cần nhiều. Bà cậu bà thương tình thì bà luồn ống hai con. Bà cậu thương nhưng còn ông cậu không biết ông thương hay không, nếu ông cậu không thương thì ông lùa thêm con nữa, ông không thương thì dính con. Rồi lên từng cái nhà. Mương trống trơn gì đó hả? Ừ, thì nha. Có không? Thì nha. 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 Đó, cái nhà ơi, nó phì cho má nè. Thì nha. Ok, thì. Quay nó hồi chá, để em quay. Quay ngồi chạy nhà về cái hướng này. Ok rồi. Quay nó hồi chá. Nào. Ừ. Con hả? Ừ. Ờ, con một con phì gì ghê vậy? Phì vậy nha. Phì. À, lên đường nha. Trời ngóng con thôi thì thấy nó ướt mà. Ướt là có sự thật chứ. Ướt ống con thì có con liền. Có là mừng à. Chết hả? Chết rồi đặt rồi xạ mương trống gì luôn hả? Mương này mương có mương có mồm này anh ba. Anh đầu tiên hả? Vậy hả? Mương đây đầu tiên hả?
Thế thôi không im, thôi rút chúng đi. Nước, nước trong quá. Rồi nha. Hai ba con gì nè. Không, đó cũng được. Mương này là có lương là lý do anh ba biết sao đây. Ủa, nè dọn lên. Nè cô dì chú bác anh chị dọn ba cái cỏ mồm đi lên nè, chặt mé nè, nhưng mà có lương nhưng mà giờ dọn trống quá cả nhà. Rồi mày dọn trống quá mấy anh đó ảnh kéo điện nên cũng bớt hạn chế lương. Rồi tiếp anh em ạ. Mấy cái xài này dẹt ra là có ong về. Nhẹ nhẹ dò mấy này bự bự quá. Hả? Hết biết cái kèo đá không? Ủa, hết biết không? Có phì không? Phì hả? Ống cuối cùng nó hay gì ta? Ừ. Rồi, phì hả? Cuối cùng là cái này ơi. Phì nha, duy nhất của ta là cậu ơi. Cái xin lì của anh ba. Mưa này chắc mưa như nhì quá. Bự không, bự không. Vô. Hai con. Đã không nè. Ba con luôn hả? Ba con. Rồi lên được. Bốn con, có em Dục nữa. Vậy. Trời đất thiệt. Tưởng đâu là bốn luôn. Bốn con mà đưa cũng con cầm dục nữa. Ừ đúng rồi, cũng tính tại nó vô mà. Trời đất thiệt chứ. Rồi giờ đi về nó nghe có gì chú bác anh chị, anh em điệp mời cả nhà về nhà đổ lương ra. Nhiều 1 ký luôn 8. Đó nhà thấy không, 1 ký luôn 8. Đổ ra coi kia nhiêu con. Rồi để đi. Nhô một ống mà. Một nè. Ui ôi. Nè nhà ơi nè. Nóng lạnh thiệt chứ. Sẽ dỡ ống chúng lên nha trời ơi. Ôi ôi. Dỡ rồi dỡ ống chúng này lên cái này. Một ống mà một đó. Em nóng lạnh không. Rồi còn 10 ốc nó ở trong này, 1 kg 8 phải nó phải không? Trừ lại này. Cái này 7 cho 700 g đi. Cũng còn ký mốt. Vô cho mẹ quay video coi. Ốc 1 chung ký mốt. Trời ơi, một ống một đó ba. Nè. Đó. Một ống một đó ba. Dở luôn nha trời ơi, trời không có miếng nước luôn á. Nè. Nóng lạnh thiệt chứ. Năm con hả? Ờ, một ống một á. Quá. Cho nó ra ngoài này đi. Con này. Hả? Mắt camera nó bị dính nước hả? Chùi. Rồi. Đợi lương nó nhảy nó nghe nha. À. Cũng chạy được một mớ và một mớ không. Ủa, ống này hai con rồi. Quá đã quá nhà. Hồi rửa hồi đem mồi xong rửa. Nhỏ đều có hết. Thì cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mà mua chấm lương á thì đó, thấy không? Ống này hình như là cái mương cái nhiều quá. Ừ, đúng rồi, cái em nói mương ganh sao mà anh không đặt nhiều lắm. Với được con lớn nhất nè. Thì cô dì chú bác anh chị em nào có nhu cầu mà mua chấm lương á thì một ống gì đây bên Điệp bán là với giá 50.000 đồng nha. Thì Điệp giao từ 10 ống đổ lên chứ 7-8 ống là Điệp không có giao nó nghe cả nha.
thì điệp giao 10 ống luôn lên, nhưng tiền ship là điệp không luôn. Mấy ống này có không không anh ba? Hả? Rồi, nó đủ. Thì ngoài tỉnh thành đó là khoảng 5-70 ngàn tiền ship nha, tùy theo các cáp xa dưới các cáp gần. Quá đã. Thì điệp giao hàng nói chung là chúm của điệp bán quanh năm nha anh em. Thì cũng có một số anh em á hỏi sao mà thời gian qua có còn bán chúm nó nói hay không. Thì điệp bây giờ vẫn còn bán nha, chúm lương của điệp là bán quanh năm. Thì cái ống chúm của điệp á là ngoài hôm tre nó nghe nha. Ngoài hôm tre trong hôm lưới đằng sau có túi lưới cho lương thở. Là ống kích cỡ bề hoành của nó là chính là nó là 9 là 9 90 nha. Được 3-4 nhịp hả? 3-4 nhịp. Ừ. À, kích cỡ bề hoành của nó là 9 là 90. Quá trời ơi cả nhà ơi, anh ba đón cờ các bạn nhiêu ta? 2,5 kg. Hơn 3 kg luôn. Hơn 3 kg. Bạc hơn 2,5 kg tại ngóng kia không 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 ký mốt. Anh ba chúc vô cho em cái thao thiền thổi đấy công chuyện luôn cho nó chảy nước. Ngay không em? Ngay. Ba cầm đón coi cho nó 3 kg. Hơn hơn á, hơn 3 kg. Lương nặng lắm. Lương tháng này nè nghe anh em, là lý do là tháng nước kém thì con lương á nó đi ăn rồi bắt đầu á là cả nhà biết xong là nó không có bò đi ra ngoài được, nó chỉ vòng miệng hang nó ăn rồi nó chở vô. Vì vậy mà con lương nó rất là nặng là mập. Còn mà cái tháng nước nổi á là tháng 7, tháng 8, tháng 9 rồi đó, là cái tháng đó là con nước á, là lương á là con bự bành kỳ luôn, nhưng mà nó cũng vẫn nhẹ ký hơn lần lương giờ. Lương giờ nó rất là chắc thịt. Thật. Ừ. Nhiều. 3 kg gần 3 kg 3. Phải ra cái nhà sáng rồi. 3 kg 3 trừ 100 g đi. Đúng rồi. 3 kg 2 trừ 100 g đi cũng còn 3 kg 1. Đến 3 kg thôi. Đó. 3 kg lương thôi cả nhà ơi. Quá im. Đây, đổ rồi. Cái này được. Mày vô rồi. Được. Đó, được mấy lần nhất. Một con, hai con, ba con. Bốn con lương nhất. Nếu mà bốn con lương nhất này á là biết luôn. Hả? Cái gì nặng lắm á. Một con nặng. Nặng lắm. Hai con. Đâu rồi? Ba con. Bốn con lương nhất. Bốn con lương nhất trừ túi lưới 100 g đi. Cũng cột. Phải, để nhìn nghĩ ngay. Nhiều. Gần cái 2. Dạ. Yeah. Gần cái 2. Thiếu một tí. Như 1 kg 1. Nhà như mấy cái con lương này là thường á là tháng nước nổi nha, là 300 g đó. Tháng nổi là 200 đến 200 g, 220 g lắm rồi phải không? Từ. Rồi nè, anh lấy cái tay ra nè. Nhiêu? 350. Trời ơi. Chỉ đó hả? 350 g. Nó nặng, nó chỉ con cái con lương này nè cả nhà là khoảng từ 220 g à, là cái tháng nước nổi á nó cũng không có bự, mà tại vì tháng này là thịt nó chắc. À, cũng như là mấy cái con này nè. Thường là nó nói là khoảng 180-190 là nó là dữ lắm rồi. 224. Từ để anh để nhẹ nhẹ. Rồi, nhiêu? 250. Rồi, thấy không? Hết tiếc không? Thường là nói là khoảng 190-200 g này dữ lắm rồi. Nè. Mà cái giải biết xong là cái tháng này nó nặng là lý do là nó ăn rồi nó ở trong hang á nên nó ú. Nó béo á. Ở miền Trung Bắc anh gọi là béo á, đây được gọi là nó mập. Chắc. Nó chắc thịt rồi. Quay thành quản cái căn nhà xem các em. Đó, hạ xuống tí xíu, quay cho anh nó tổng. Không im. Rồi thì ống chúm như gì nó nè, nó nghe cô gì chú bác thì ở ngoài á là hôm tre, tại vì để nó cũ nó hồi tối rồi, tại điệp đặt gần cả năm mấy này rồi. Thì ở ngoài là hôm tre, ở trong là cái hôm lưới.
đằng sau cái túi lưới cho lương thở, túi lưới dài tới hơn 5 tấc thì một ống như vậy đây với giá Điệp bán là 50.000 đồng một ống. Thì Điệp xếp từ 10 ống đồ lên, chứ 7 8 ống 9 ống thì Điệp không xếp nha. Anh em nào có ở gần thì muốn lại lấy 2 ống gì cụ cũng được. Ở gần chỗ của Điệp nha. Còn mà ở ngoài tỉnh thành của Điệp thì bán là 50.000 đồng. Thì Điệp xếp từ 10 ống đồ lên thì với giá là 500-300.000 hàng chục ống nha. Rồi tiền ship thì Điệp không có bao ship, là ngoài tỉnh thành của Điệp là khoảng 5-6-7 ngàn gì đó, tùy theo tiền ấp xa gần. Nếu anh em thật sự có đam mê đi chăng nữa thì nói chung là tiền ship có mấy chục ngàn có thành cái gì, tại vì Điệp số lượng Điệp giao nhiều nên Điệp không có bao ship. Thì mong cả nhà cô dì chú bác anh chị cũng thông cảm. Thì bây giờ thì video của Điệp thì đến đây thì thành quả hai anh em trải nghiệm vậy, thì mong rằng cả nhà ủng hộ cho hai anh em. Đứng gì em nha. Rồi giờ Điệp gửi lời chị ăn chúc đến quý cô chị chú bác anh chị em á trên mọi miền đất nước á, mong buổi tối xanh biếc Điệp luôn và hạnh phúc yêu thương nha. Giờ hai anh em chào nha, bye bye cả nhà, anh em anh ba bye bye cả nhà luôn nha. Bye bye nha.